Một không. Hai ba phải không? Ba loại mà con gì mà cây nhúng gắn trên xe đó, ba con đó của Trung Quốc á. Bà nấu cháo rồi, thấy cũng không thích lắm. Nấu cháo không thích lắm. Thích chỗ là thứ nhất là nó hơi đặc. Cái thứ hai là dịch mà bá luộc cũng khi nó rượu luôn đó. Sao tao? Dịch luộc còn hơi dai dai ăn mới ngon. Rượu quá không thích. Stop!
tao. Công hơn nhiều nè, thấy không? Tức là để độ sáng cũng tương đương với nhau đó nha. Lên chút xíu cho sáng đi. Nè, cái màu trời nó xanh. Còn đây nè, thấy không? Có hù. Với mấy cái cỏ này nó cũng màu xanh đẹp nè, không? Đây nè, thấy không? Sáng rực luôn đó. Ủa này ai vậy? Ủa của ổng A10. A10 hả? Mới mua luôn. Nhiều. Rồi với 2 triệu mấy hả? 3 triệu 9 triệu. Còn cái này? Cái này tới gần 6 triệu. Đó, phải rồi. A10 thì A30 ha. Cái kia nó nói cái A50 với cái A70 chứ không bằng cái chức năng này. Độ sáng không bằng. Nó bán mà nên nói mình luôn. Hàm đập cho cố. Nhớ thằng mập nó mất cười. Tháng nay ta sử dụng nhớ vân tay là người khác đâu có được học tay vô mở được. Mà sử dụng nhớ vân tay mà không có sử dụng. Không sử dụng máy thì nó làm được chừng nó mở khóa được chừng mày hay. Đứng lên thôi, đứng lên thôi, nhẹ luôn à.
56. Như hai chồng mua hai điện thoại hết cả chục triệu ha. Yeah.
21. Đánh mà biến đánh rồi.